Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh máy xúc cần cỏ Seven của mình. Rất là vui lại được là phục vụ tất cả anh chị em máy công trường công trình vào buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay bên mình đang có một em Dosan DX55 cực kỳ đẹp trai mọi người, quay toa các thứ mà quay như kiểu quạt trần, máy khá là đẹp và bền. Bên mình đang có nhu máy rất đẹp mọi người nhé. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình có để trên phần mô tả. Rất là vui được phục vụ tất cả quý chị và con cô bác. Máy này mà anh chị em nào mà đang có nhu cầu mà cần dùng thì hãy liên hệ trực tiếp nhé. Máy còn khá là ngon nghẻ tình đào luôn. Do lý do là bên mình đang cần máy lớn để làm việc. Máy còn khá là đẹp. Rất là nhiều anh chị đã comment ở video của mình để hỏi giá, nhưng thực ra là bên mình sẽ để cái giá những con máy nào mà giá được thống nhất thì mới để trên video, còn không thì đều phải giữ kín giá, nên là anh em cứ điện trực tiếp để chúng ta có cái giá cả tốt nhất, đẹp nhất cho anh chị em nhé. Và mọi người xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh máy xúc cần cỏ và CBN để một ngày mình ra rất là nhiều video để cho anh em có sự lựa chọn trên kênh của mình. Rất là nhiều dòng máy được bán ra từ kênh của mình rồi, nên anh em cứ yên tâm comment và điện thoại trực tiếp thôi. Đây là một số hình ảnh của máy mọi người nhé. Máy rất là đẹp long lanh. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình ở bên dưới video. Đây là trong cabin này. Máy móc còn nguyên zin nguyên bản, chất lư luôn. Mọi người xem video của kênh máy xúc cần cỏ CBN hãy cho mình một like, một share, một chia sẻ và đăng ký kênh. Rất là vui được phục vụ tất cả quý anh chị và các bạn ở trên kênh của mình. Bye bye và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.